người đồng hành cùng với tất cả quý vị vào 11 giờ trưa mỗi ngày trên fanpage Y tế Việt Nam. Và quý vị và các bạn có những băn khoăn hay thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe thì hãy ngay lập tức gửi tin nhắn đến cho chúng tôi. Những chuyên gia đồng hành của chúng tôi sẽ gửi những cái lời giải đáp cũng như là gửi những lời khuyên đến cho quý vị một cách nhanh nhất quý vị nhé. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, thì học ngành dược khi mà ra trường thì sẽ có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên có lẽ rằng công việc mà nhiều sinh viên dược khi mà ra trường muốn làm nhất đó chính là trình dược viên và dược sĩ tư vấn sử dụng thuốc. Vậy làm thế nào để có thể thực hiện tốt hai công việc này sau khi ra trường, và cần có thể chuẩn bị những kỹ năng cũng như là cần chuẩn bị những trang bị những gì để có thể làm tốt công việc này, thì không phải bạn sinh viên nào cũng có thể biết được. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này cùng với sự đồng hành của chuyên gia dược sĩ Nguyễn Thị Hồng, giảng viên trường Cao đẳng Y Dược Pasteur. Vâng, xin chào dược sĩ. Vâng, xin chào MC. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay tôi cũng rất vui khi được ngồi ở đây và cùng đồng hành với các bạn với một chủ đề có lẽ là tôi nghĩ là rất nhiều các sinh viên đã, đang và sẽ theo đuổi một cái ước mơ ngành dược, đó là gì ạ? Kỹ năng tư vấn bán hàng dược. Tôi nghĩ là cái chủ đề này cũng là một chủ đề mà có rất là nhiều các băn khoăn lo lắng của các sinh viên có thể đang học cũng như là sinh viên đã chuẩn bị tốt nghiệp cũng như là những sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì cũng rất là mong muốn quan tâm, nên là cũng rất vui khi được có mặt ở đây cùng các bạn. Như vậy là chuyên gia dược sĩ Nguyễn Thị Hồng của chúng tôi đã vừa gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn rồi, và ngay lập bây giờ thì quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không gửi tất cả những câu hỏi của mình, những thắc mắc của mình về vấn đề kỹ năng bán hàng dược cho chúng tôi, để chuyên gia dược sĩ Nguyễn Thị Hồng của chúng tôi có thể chia sẻ đến quý vị một cách nhanh nhất quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì đã có rất nhiều câu hỏi gửi đến nhờ chuyên gia dược sĩ Nguyễn Thị Hồng tư vấn rồi ạ. Vậy chị đã sẵn sàng để trả lời tất cả câu hỏi của các bạn chưa ạ? Vâng, xin chào tất cả các bạn. Vâng, câu hỏi đầu tiên là của một khán giả có tên Nguyễn Ngọc Lượng. Ra trường em muốn xin đi làm trình dược viên thì em cần lưu ý những điều gì ạ? Vâng, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Lượng ạ. Tôi cũng phải nói với các bạn là cái nghề trình dược viên là một trong những nghề mà có thể nói là mang lại cho chúng ta một thu nhập rất là cao. Nên các bạn theo đuổi ngành dược thì ngoài cái công việc học ngành dược ra, chúng ta làm được rất là nhiều các công việc. Tuy nhiên thì cái một trong những công việc mà đem lại những thu nhập rất là khủng mà cho chúng ta đó là nghề trình dược viên. Tuy nhiên thì không có một cái sách vở nào có thể chứng minh được là chúng ta cần lưu ý những cái điểm gì một cách nhiều như hay là nhiều hay ít như thế nào. Tuy nhiên thì tôi cũng có thể là đưa ra một số cái lời khuyên, một số những cái lưu ý nhỏ khi các bạn muốn làm một trình dược viên tốt sau khi ra trường. Đó là gì ạ? Đầu tiên các bạn phải tìm hiểu về cái công ty của mình đến để xin việc ấy ạ. Bởi vì sao ạ? Mình phải biết rằng cái công ty đó đang có những cái mặt hàng gì, cái mặt hàng đó đang có mặt ở trên thị trường hay chưa, cũng như là cái kế hoạch của họ như thế nào, các cái sản phẩm của họ đưa ra có phù hợp với cái thị hiếu, nhu cầu của mọi người trong cái tại cái thời điểm đó hay là không. Ngoài ra thì có một cái cũng rất là quan trọng khi các bạn tham gia vào cái lĩnh vực làm trình dược viên, đó là cái sản phẩm. Bởi vì gì ạ? Cái sản phẩm là cái yếu tố sống còn của một công ty. Cái sản phẩm đó có đến tay được với người tiêu dùng hay không, đó là trách nhiệm của người trình dược viên. Nên trước khi là chúng ta muốn làm tốt công việc đó thì chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết thêm cái sản phẩm đó có chức năng như thế nào, công dụng như thế nào, phù hợp với cái nhu cầu thị hiếu của mọi người trong cái thời điểm đó hay là không. Tiếp theo đó thì các bạn cũng phải nên lưu ý, đó là gì ạ? Những chính sách của công ty dành cho chúng ta ấy ạ, chính chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là ai đi làm cũng vậy thôi ạ, cũng mong muốn có những thu nhập cao. Tuy nhiên thì cái sản phẩm của họ đưa ra cho mình nó cũng phải tương đương với cái sức lao động của mình khi mà mình đưa được cái sản phẩm đó ra thị trường. Nên là các bạn cũng phải lưu ý là gì ạ? Chúng ta phải biết rằng gì ạ? Các cái chính sách của công ty dành cho chúng ta có những gì.
Tiếp theo đó gì ạ? Đó là những chính sách của công ty dành cho những nhà thuốc. Ngành trường dược viên của chúng ta thì liên quan trực tiếp đến những nhà thuốc, chủ nhà thuốc. Nếu như chúng ta, công ty có cho những các cái chính sách tốt đến tay nhà thuốc thì cái công việc của chúng ta nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải biết được gì ạ? Tìm hiểu về cái sản phẩm đó, xem là cái sản phẩm đó có những ưu điểm gì, nhược điểm gì. Bởi vì sao? Nếu như mà mình biết được những ưu điểm, nhược điểm của sản phẩm của chúng ta và những sản phẩm đang có mặt trên thị trường thì chúng ta mới biết được là cái sản phẩm của mình có đứng vững được trên thị trường hay không, có đến được tay người tiêu dùng hay không. Tiếp theo đó là cái gì ạ? Người trình dược viên thì cũng phải chú ý cách ăn mặc, phong cách của mình, phong cách giao tiếp với ai ạ? Với chủ nhà thuốc, bởi vì chúng ta liên quan trực tiếp đến chủ nhà thuốc. Nếu như chúng ta không có một cái phong cách tốt, một cái phong cách tự tin khi mà giao tiếp với cả chủ nhà thuốc thì chưa chắc chủ nhà thuốc đã tiếp bạn đâu ạ. Đấy là cái nhìn đầu tiên. Nếu như người ta đã không tiếp bạn thì không cần biết được là sản phẩm của mình tốt hay là không. Nên người trình dược viên cũng phải chú ý đến gì ạ? Từ cách ăn mặc, từ cách dáng điệu, cái cách giao tiếp đầu tiên đối với cả chủ nhà thuốc. Câu hỏi của một bạn là có khán giả có tên là Trần Thành ạ. Sự khác nhau giữa nhân viên tư vấn tại nhà thuốc và trình dược viên là gì, và vị trí nào khó khăn và vất vả hơn ạ? Vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, thực ra mà nói thì sự khác nhau này thì nó có một sự khác nhau rõ rệt. Đó là gì ạ? Nếu như bạn là một trình dược viên thì người liên quan trực tiếp đến bạn là ai ạ? Là chủ nhà thuốc. Còn nếu như bạn là một người tư vấn sử dụng thuốc thì cái đối tượng khách hàng của bạn chính là cái đối tượng mà bạn quan tâm nhất. Có nghĩa là gì ạ? Nếu như ngành trình dược viên chúng ta tiếp xúc với cả ông chủ thì ngành tư vấn sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ tiếp xúc với gì ạ? Với chính bệnh nhân của chúng ta. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Còn bạn có hỏi là cái vị trí nào khó và vất vả hơn, thì tôi nghĩ rằng cả hai cái công việc này nó đều có những các cái mặt mạnh, mặt yếu khác nhau, có những cái khó riêng. Khó riêng là gì ạ? Nếu như nghề trình dược viên của chúng ta thì chúng ta phải gì ạ? Làm sao để phủ được cái sản phẩm của mình trên thị trường, và làm sao để cho chủ nhà thuốc tiếp cận được với cái sản phẩm đó. Bởi vì sao? Cái người, nếu như mình được tiếp cận đến cái sản phẩm đó thì họ mới có cơ hội để đưa cái sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng. Còn nếu như một người tư vấn sử dụng thuốc mà không biết cách tư vấn thì khách hàng dù có một cái sản phẩm đó tốt đến mấy thì cũng không thể đưa được cái, làm cho đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng khi mà muốn sử dụng cái sản phẩm đó. Thế nên tôi mới nói là cả hai cái ngành này, nghề này đều rất là khó. Mỗi ngành nó có một cái khó riêng. Các bạn nên thử sức mình xem là mình phù hợp với ngành nào hơn. Phù hợp với việc là tư vấn trực tiếp hơn hay là chúng ta sẽ đi làm trình dược viên hơn. Cái đấy thì nó cũng do rất là nhiều yếu tố, nên là các bạn cũng cần phải xem xét lại. Vâng, bà khán giả có tên Trang Lê gửi câu hỏi về chuyên gia tư vấn. Để trở thành dược sĩ bán thuốc thì cần những kỹ năng như thế nào ạ? Vâng ạ, nếu mà để trở thành một dược sĩ bán thuốc thì nó cũng, tôi đã nói là nó cũng không có một cái quy chuẩn nào cả. Tuy nhiên để trở thành một dược sĩ bán hàng tốt thì các bạn phải biết là đầu tiên các bạn phải biết một cái gì ạ? Phong cách. Phong cách từ cái gì ạ? Từ cách ăn mặc. Tại sao những người bán hàng thuốc, những người trong ngành y dược của chúng ta phải khoác áo gì ạ? Khoác trên mình tấm áo blue là bởi vì như vậy. Đó là thể hiện một cái gì ạ? Một cái phong cách khác so với các ngành nghề khác. Và thứ hai nó là gì ạ? Các cái cách giao tiếp nó cũng không phải thông thường như là các cái ngành nghề khác. Với những người mà theo ngành y dược thì chúng ta phải có một cái phong cách giao tiếp nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, ân cần niềm nở với cả khách hàng, với chính những các cái bệnh nhân của mình. Đó. Thứ hai là mình cũng phải nói đến là gì ạ? Cái trình độ. Không thể phủ nhận được việc các bạn, tại sao mà người ta lại, Bộ Y tế lại quy định là gì ạ? Dược sĩ phải có bằng gì? Trung cấp dược trở lên thì mới được đứng để tham gia quá trình gì ạ? Tư vấn sử dụng thuốc. Đấy là đòi hỏi trình độ của từng cá nhân, của mỗi người tham gia việc tư vấn sử dụng thuốc. Ngoài ra thì chúng ta phải biết là gì ạ? Chúng ta phải tìm hiểu xem nhà thuốc, quầy thuốc đó như thế nào. Cái khu vực đấy họ có bán được hay không? Bởi vì là các bạn muốn xin đi làm thì cũng vậy thôi ạ. Các bạn cũng phải biết là gì ạ? Cái khu vực đó, cái nhà thuốc đó bán được nhiều hay là không. Bởi vì nếu như với một cái nhà thuốc mà lượng khách ít ý, thì các bạn cũng sẽ học hỏi được không nhiều. Nếu như cái lượng khách của họ đến với chúng ta đông hơn, nhiều hơn thì sao ạ? Thì cái khối lượng kiến thức mà các bạn học được
từ các khách hàng của chúng ta sẽ nhiều hơn. Mỗi một khách hàng đến với chúng ta, đó là một bài toán cho chúng ta giải đáp cả về gì ạ? Cả cách cách giao tiếp, cũng như là cách chuẩn đoán bệnh, cũng như là cách kê đơn thuốc. Và cái quan trọng nhất là gì ạ? Làm thế nào để cho bệnh nhân của mình khỏi bệnh một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tiếp theo đó là chúng ta cũng phải có gì ạ? Cái cách chúng ta học hỏi của những người xung quanh. Xung quanh ở chỗ nào ạ? Nếu chúng ta muốn là một người nhân viên bán hàng thuốc giỏi thì cái người chủ của mình chính là cái người mà chúng ta phải chú ý học hỏi nhiều nhất. Bởi vì sao ạ? Người ta đã là chủ thì chắc chắn người ta sẽ có rất là nhiều các cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm mà từ cả cuộc sống, kinh nghiệm từ tiếp xúc với cả khách hàng. Nên là cái việc mà chúng ta phải chăm chú học hỏi từ những cái người chủ của mình ý, đấy cũng là một điểm mà bạn cần lưu ý. Và một điều mà chắc chắn là cũng rất là quan trọng đối với một người tư vấn sử dụng thuốc, đó là gì ạ? Thái độ. Thái độ đối với cả khách hàng của mình, lúc nào chúng ta cũng phải làm sao ạ? Niềm nở, phải ân cần. Và cái quan trọng nhất là đừng bao giờ nên thiếu một nụ cười ở trên môi các bạn nhé. Bạn Lam Hạ có gửi câu hỏi đến có nội dung như sau: để có thể mở nhà thuốc thì cần bằng cấp nào trở lên và vốn khoảng bao nhiêu cho một nhà thuốc có đầy đủ các loại thuốc cơ bản, thưa chị sĩ? Thực ra các bạn ạ, để có thể mở nhà thuốc thì cần phải bằng cấp nào trở lên ạ? Vâng. Vốn khoảng bao nhiêu cho một nhà thuốc này để thì? Vâng ạ, chào bạn Lam Hạ. Thứ nhất là các bạn phải biết là gì ạ? Tôi cũng nói qua về việc ạ, dược sĩ trung học, các bạn có nghĩa là dược sĩ trung cấp ấy ạ, ra thì các bạn có quyền mở quầy thuốc ở các tuyến xã, huyện. Còn nếu như để mở nhà thuốc thì các bạn phải có bằng gì ạ? Dược sĩ đại học. Bởi vì chỉ có bằng dược sĩ đại học chúng ta mới có đủ tính pháp lý để chúng ta mở được nhà thuốc. Đó là cái việc bằng cấp. Còn vốn khoảng bao nhiêu thì thực ra mà nói nó tùy từng khu vực thôi ạ. Nếu như ở các bạn phải để ý xem là cái khu vực của mình cái cần cái lượng thuốc gì nhiều hay là ít. Ví dụ như là ở một số các bệnh viện ý ạ, thì chắc chắn là vốn của các bạn đầu tư sẽ phải là rất là nhiều, nó không phải lên tới là 100-200, bởi vì cái nhu cầu cung ấy ạ thì nó sẽ rất là nhiều. Nên là mình cũng phải chuẩn bị một cái tư thế, nếu như mình mở nhà thuốc ở những khu vực đó thì cái vốn của mình phải bỏ ra rất là nhiều, mình phải chuẩn bị rất là kỹ. Còn nếu như các bạn ở các tuyến xã huyện mà các bạn muốn mở một cái quầy thuốc hoặc một nhà thuốc ở những các cái khu dân cư bình thường thôi thì chắc là tôi nghĩ là nó cũng vốn để mở nhà thuốc thì các bạn cũng phải có tầm khoảng 100-200 triệu, tùy theo khả năng của các bạn. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là nếu như các bạn mở nhà thuốc thì các bạn cũng phải cần một, có không phải chỉ riêng về vốn đâu ạ, mà các bạn phải đòi hỏi cả về gì ạ, về kiến thức để mà có thể đứng được làm chủ của một cái nhà thuốc như vậy. Ngoài cái kiến thức ra thì các bạn còn phải cần có gì ạ? Rất là nhiều. Ví dụ như là thủ tục này, các bạn phải xem là cái khu vực ở chỗ khu vực mình ấy thì cái dân cư ở đó trình độ như thế nào để mình có thể lấy được những sản phẩm như thế nào để phù hợp với cả cái đối tượng ở cái khu vực đó. Vâng, một bạn khán giả có tên Ngọc Mai, em muốn xin đi làm nhân viên bán hàng dược, vậy em cần lưu ý điều gì? Vâng ạ, các bạn nghĩ rằng gì ạ? Nếu như bạn xin đi làm nhân viên bán hàng dược thì như tôi nói lúc nãy đấy ạ, tất nhiên là các bạn phải xem lại cái kiến thức của mình để xem là mình đã đủ tự tin để có thể là giao tiếp với cả, đầu tiên là giao tiếp với cả chủ nhà. Bởi vì sao? Nếu như mình không qua được cái bước đầu tiên là mình xin được việc thì không thể nói đến cái bước là bạn có thể tư vấn cho khách được hay không. Bởi vì sao? Người chủ khi mà như các bạn đi phỏng vấn cũng vậy thôi ạ, người ta sẽ phỏng vấn bạn xem bạn có đủ năng lực, là cái đầu tiên là cái trình độ của bạn, bằng cấp của các bạn có hay không. Bởi vì theo quy định là sao? Các bạn phải có bằng dược sĩ trung học thì các bạn mới có thể đứng quầy để bán thuốc được. Đó. Thứ hai, ngoài bằng cấp ra thì các bạn phải có một cái phong cách giao tiếp. Nếu như bạn đủ tự tin để nói trước bà chủ của mình ý, thì bạn cũng phải có đủ tự tin để nói chuyện với cả khách hàng. Mà cái vấn đề giao tiếp thì nó cũng rất là quan trọng. Nếu như bạn không đủ tự tin để đứng nói, có những người gì ạ, các bạn có thể học, các bạn có thể hiểu rất là nhanh, các bạn có kiến thức rất là sâu, rất là rộng, các bạn có thể hiểu được các cái tác dụng cũng như là các bạn có thể phân tích được, nhưng các bạn không có cái khả năng để các bạn nói trước mọi người thì nó cũng rất là khó. Mỗi khách hàng của chúng ta nó là một bài toán. Họ đến họ hỏi mình, họ chỉ đơn giản họ hỏi mình một cái câu mà họ, ví dụ tôi bị đau đầu thôi, thì phải giải quyết cái vấn đề đau đầu này như thế nào.
chứ người ta không thể biết được là cái cơ chế thuốc của các bạn đưa ra như thế nào hết. Cái quan trọng là gì ạ? Khách hàng đến với mình để giải quyết cái nhu cầu là họ đang bị làm sao và mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Nên là cái vấn đề mà mình phải giao tiếp để sao ạ? Để khai thác những thông tin của họ, làm cho họ cởi mở hơn. Họ có thể là tôi bị đau đầu do cái nọ, do cái kia, thì mình mới có thể là đoán được cái bệnh của họ như thế nào. Đấy là cái tính gì ạ? Cởi mở và tính gì ạ? Cái hoạt động giao tiếp. Ngoài ra thì các bạn cũng phải lưu ý rằng gì, không có một cái chủ nhà thuốc nào mà lại thuê một nhân viên không có khả năng nói cũng như gì ạ, cái trình độ giao tiếp của các bạn không có, nên vấn đề giao tiếp cũng là rất là quan trọng. Ngoài cái vấn đề kiến thức của các bạn có ra và cái phong cách, phong thái của các bạn khi đứng trước khách hàng của mình như thế nào nữa ạ. Và khán giả Vũ Lệ có gửi câu hỏi: em vừa tốt nghiệp trung cấp dược, em rất muốn mở quầy bán thuốc thì em cần chuẩn bị những điều gì thưa chuyên gia? Vâng, bạn vừa mới tốt nghiệp xong đúng không ạ? Thực ra mà nói là với những bạn đã vừa mới tốt nghiệp xong thì theo tôi thì tôi cũng nên khuyên các bạn là thứ nhất là các bạn cũng nên xem lại cái kiến thức của mình, xem mình đã có đủ tự tin để mình có thể gì ạ, bán hàng hay chưa. Và tôi cũng khuyên bạn một câu là bạn cũng nên là đi làm thêm. Bởi vì sao ạ? Nếu như các bạn đi làm thì các bạn sẽ có tích lũy thêm được nhiều các cái kinh nghiệm, từ kinh nghiệm về kê đơn, kinh nghiệm về phối hợp thuốc và cái kinh nghiệm khi mà khách hàng đến với mình như thế nào và mình giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào. Tiếp theo đó là mình cũng nên quan tâm đến cái vấn đề gì ạ? Cái địa điểm mà em cần mở nó ở đâu, khu vực như thế nào, cần những cái gì. Và các bạn phải cố gắng làm sao ạ? Phải tìm hiểu xem cái quy định khi mà mở nhà thuốc như thế nào. Quy định mở nhà thuốc là, với ví dụ các bạn muốn mở quầy thuốc đúng không ạ, thì bạn phải có bằng dược sĩ trung học. Và các bạn phải làm gì? Các bạn phải làm được, nếu mà các bạn đủ năm kinh nghiệm thì các bạn mới làm được chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề xong, bạn có chứng chỉ hành nghề rồi thì các bạn phải làm đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh ở đâu ạ? Đăng ký kinh doanh ở cái Ủy ban Nhân dân phường, quận của các bạn đi ạ. Ngoài đăng ký kinh doanh xong thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải có được địa điểm này, có được nhà cửa hàng này, vốn này, trang thiết bị ở trong cửa hàng này. Và các bạn, cái quan trọng nhất là các bạn xin được cái giấy phép để kinh doanh, giấy phép được kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện để hành nghề do Sở Y tế cấp. Đấy là những thủ tục giấy tờ mà các bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn muốn mở cửa hàng thuốc. Và cũng có một cái rất là quan trọng là cái nguồn hàng của chúng ta khi mà chúng ta lấy ở đâu. Hiện nay thì chúng ta có rất là nhiều các cái nguồn hàng, ví dụ như là các bạn biết là ngoài chợ thuốc Habu, chợ thuốc Ngọc Khánh hoặc là ở một số cái ví dụ như là Thái Thịnh, Thái Hà gì đấy. Tuy nhiên thì cũng còn một cái số, một cái chỗ để chúng ta có thể, một cái nguồn hàng nữa, đó là gì ạ? Nguồn hàng từ trình dược viên. Trình dược viên là ai ạ? Là những bạn đang học cùng các bạn ấy ạ, làm nghề trình dược viên ấy ạ. Nên là không phải chúng ta đi học là chúng ta chỉ ra chúng ta chỉ làm một ngành nghề đâu, mà chúng ta còn gì ạ? Có cái quan hệ để sau này chúng ta mở cửa hàng, chúng ta còn có thể là hỏi nhau để chúng ta biết thêm được nhiều cái nguồn hàng khác nhau tốt cho cái công việc của chúng ta. Vâng, bạn Vũ Lệ thân mến, thì vừa rồi thì bạn đã được nghe những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên, lời giải đáp tất cả là giải đáp cái thắc mắc của bạn, và hy vọng rằng thì bạn sẽ có thêm một số ít thông tin để có thể chuẩn bị cho mình, để có thể chuẩn bị những cái bước tốt nhất để có thể mở một quầy thuốc như mình mong muốn. Chúc bạn thành công bạn nhé. Vâng, chuyên gia thân mến, bạn là Hà Giang có gửi câu hỏi đến chuyên gia tư vấn như sau ạ. Chào chương trình, mình muốn hỏi là bây giờ một số khách hàng có tâm lý là phòng khám, nhà thuốc thì thường lấy giá thuốc cao hơn. Vậy khi khách hàng kêu giá đắt và không mua thì phải làm như thế nào ạ? Thực ra mà nói là cái việc mà khách hàng kêu đắt ý thì không phải chỉ riêng hàng dược của chúng ta mà khách hàng kêu đắt đâu ạ. Mọi khách hàng, khi khách hàng đến người ta bảo gì ạ? Người ta mất tiền, người ta cứ trả như vậy thôi. Nhưng các bạn phải hết sức bình tĩnh ạ. Tôi khuyên các bạn một câu là các bạn phải hết sức bình tĩnh để hỏi xem cái sản phẩm nào, hỏi cụ thể xem sản phẩm nào là sản phẩm đắt ở đâu và đắt khoảng bao nhiêu thì mình mới có cái để mà mình so sánh được. Tuy nhiên thì các bạn cũng biết là gì ạ? Trong cuộc sống mà cái việc người ta trả giá là việc của người ta, còn cái việc gì ạ? Mình bán là việc của mình. Và chúng ta phải luôn luôn khẳng định là gì ạ? Tất cả những mặt hàng của chúng ta trong cửa hàng của chúng ta đều là những mặt hàng tốt nhất, chuẩn nhất mà của công ty. Nên là gì ạ? Giá nó cũng do công ty đó quy định. Chúng ta cũng không thể bán đắt hơn và cao hơn được. Mà tôi đảm bảo một điều chắc chắn rằng
trong giới kinh doanh thì chúng ta, khi mà chúng ta đã đi làm kinh doanh thì chúng ta cũng phải tìm hiểu xem là các cái mặt hàng đó ở các cái quầy thuốc xung quanh đấy giá cả là bao nhiêu, nên tôi nghĩ là sự chênh lệch đó nó cũng không quá nhiều. Nên là cái sự không quá nhiều đấy mình có thể đưa ra những lý do khác nhau. Lý do thứ nhất là gì ạ? Khối lượng hàng nhập, có thể là các bạn có thể giải thích cho họ là gì ạ? Với cái bình thường thì mỗi một cửa hàng sẽ lấy với khối lượng nhiều hoặc là ít. Có thể là bình thường như cửa hàng nhà tôi thì tôi chỉ lấy được khoảng 5 đến 10 hộp một lần thôi, thì giá thành nó là như vậy. Nhưng nếu như cửa hàng bên cạnh có thể lấy là họ có nhiều điều kiện hơn, họ lấy một thùng hoặc hai thùng, thì tất nhiên giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng các bạn phải biết là gì? Các bạn phải biết khẳng định được cái sản phẩm của chúng ta là gì ạ? Với cái khối lượng là 5 đến 10 hộp thì khách hàng của chúng ta luôn luôn được dùng những sản phẩm mới nhất, những cái đát mới nhất, chứ không phải là những cái đát xa như nhiều, gần đát như là những cái hàng mà bên cạnh mà người ta có thể lấy nhiều hơn. Đấy cũng là một cái lý do để bạn có thể gì ạ? Giải thích cho khách hàng là lý do tại sao mà có cái sự chênh lệch như vậy. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải lưu ý với khách hàng một điều là gì ạ? Mình phải nhấn mạnh về cái việc là khách hàng đến với chúng ta luôn luôn được sử dụng những mặt hàng mới nhất và đắt xa nhất. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể là giải thích cho khách hàng. Vâng, trước khi đến cái phần tiếp theo, nhờ chuyên gia dược sĩ Nguyễn Thị Hồng tư vấn cũng như là giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị, thì Kim Phượng xin được phép công bố chúc mừng khán giả Lê Anh, người đã có câu trả lời đúng và nhanh nhất của số vừa rồi, và bạn đã nhận được 200.000 đồng của chương trình. Và bạn Lê Anh hãy nhanh chóng liên lạc với chúng tôi và chúng tôi để có thể gửi cái phần thưởng rất là thú vị này đến bạn một cách nhanh nhất các bạn nhé. Và cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của bạn trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Kim Phượng cũng xin được công bố câu hỏi của số lần này. Câu hỏi như sau: những kỹ năng chính dược sĩ tư vấn thuốc cần có là gì? A. Kỹ năng lắng nghe. B. Kỹ năng hỏi. C. Kỹ năng tư vấn. D. Tất cả các đáp án trên. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, điều kiện để các bạn có thể tham gia mini game show của chương trình và nhận được phần thưởng hấp dẫn của chương trình đó chính là like và chia sẻ video này dưới chế độ công khai và trả lời câu hỏi của mình ở dưới phần bình luận. Và ban tổ chức của chúng tôi sẽ tổng hợp và trao giải vào số ngày mai. Và quan trọng hơn cả là chúng tôi sẽ chỉ tính bình luận một lần và không tính bình luận đã chỉnh sửa. Các bạn chú ý và chúc các bạn may mắn và trả lời thật đúng câu hỏi lần này để nhận được giải thưởng thú vị của chương trình các bạn nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với phần trao đổi cũng như là phần giải đáp của chuyên gia dược sĩ Nguyễn Thị Hồng. Một bạn có tên là Yên Lặng gửi câu hỏi đến nhiều chuyên gia tư vấn như sau: khách hàng hỏi sản phẩm mà nhà thuốc đang hết loại đó, có một số loại có cùng công dụng mà muốn giới thiệu thì phải nói làm sao cho hợp lý ạ? Vâng, xin cảm ơn một câu hỏi mà có lẽ là rất nhiều các bạn tham gia quá trình tư vấn sử dụng thuốc gặp. Đó là cái sao ạ? Khi mà khách hàng hỏi những cái loại thuốc mà mình đang hết hoặc đang không còn ở trong, không có, chưa có ở trong cửa hàng thì chúng ta phải làm sao? Đầu tiên là các bạn phải nói gì ạ? Không được phép nói không với khách hàng. Không được phép, chúng ta không thể nói là khách hàng quầy thuốc của tôi không có cái sản phẩm đó hoặc là đã hết cái sản phẩm đó rồi, mà chúng ta phải biết gì ạ? Lái cái việc mà người ta mua cái sản phẩm đó sang một cái mặt hàng mà chúng ta đang có, như là bạn đang hỏi ấy ạ. Tôi lấy ví dụ như là khách hàng đến với chúng ta chỉ hỏi đơn giản như một câu ạ: cho bán cho tôi một viên thuốc sủi để tôi giảm đau hạ sốt. Nghĩa là khách hàng của chúng ta chỉ đưa ra một cái thông tin đơn giản như vậy thôi, nhưng vào một ngày đẹp trời thì cửa hàng nhà chúng ta lại hết. Vậy thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Đấy là một câu hỏi chắc chắn là rất nhiều người quan tâm. Theo cái ý kiến của tôi thì tôi sẽ có cách giải thích như sau ạ. Sau khi các bạn lắng nghe, các bạn phải hỏi gì ạ? Đấy là cái cách thân thiện nhất khi bạn chào hỏi lại khách hàng. Sau đó thì các bạn muốn hỏi xem là ai sử dụng cái sản phẩm đó, tại sao lại phải sử dụng cái sản phẩm đó, bạn đã nghe như vì sao. Nếu như khách hàng nói là tôi thích, tôi thấy mọi người nói là viên sủi thì nó sao ạ, nó giảm đau nhanh hơn thì tôi mua thôi, thì các bạn phải biết là các bạn phải hỏi xem cái tình trạng hiện tại của khách hàng tại cái thời điểm đó như thế nào. Đó là một sự gì ạ? Đấy là cái câu hỏi cho khách hàng, cũng như là để mình khai thác các thông tin của khách hàng cũng như tình trạng bệnh của khách hàng. Bởi vì một người tư vấn sử dụng thuốc ấy không phải đơn thuần chúng ta chỉ bán cái hàng mà chúng ta có, mà chúng ta phải biết gì ạ? Hỏi, cách hỏi để khai thác được một cái thông tin cụ thể về tình trạng bệnh
của khách hàng. Và chúng ta phải khẳng định rằng, luôn luôn khẳng định rằng khách hàng có sự lựa chọn tốt, và cái lựa chọn của khách hàng là lựa chọn sáng suốt. Thuốc sủi thì nó có tác dụng nhanh, tuy nhiên thì mình phải biết là gì ạ? À, mình phải lấy cái nhược điểm của nó ra để làm sao ạ? Để cho họ quên đi cái việc là họ muốn mua cái đó. Ví dụ như sao ạ? Bạn phải khẳng định là gì ạ? Nhược điểm của cái thuốc này là như thế nào? Nếu như bạn muốn uống thuốc sủi thì bây giờ bạn phải gì ạ? Ăn nhẹ một tí để cho cảm giác nó đỡ cồn cào. Nhiều khách hàng cũng nghĩ là họ chỉ nghĩ rằng nếu như vậy thì nó đau dạ dày. Tôi không nói là cái việc đau dạ dày hay không, nhưng các bạn sẽ nói là gì ạ? Không nên dùng thuốc sủi khi mà bụng của bạn đang đói, nó sẽ gây nên cồn cào. Thế từ sáng giờ bạn đau đầu thì bạn đã ăn gì chưa? Nếu như vậy thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta sẽ lái sang một việc là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng một cái sản phẩm khác thay thế cái sản phẩm sủi đó. Các bạn có thể đưa cho họ một vài viên Panadol sủi chẳng hạn, để cho họ Panadol viên extra nén chẳng hạn, để cho họ uống. Và mình sẽ giải thích cho họ là sao ạ? À, cái dạng này thì bạn có thể uống bất cứ lúc nào, bởi vì nó không hại dạ dày. Đấy là cái cách mà đánh vào cái tâm lý khách hàng là gì ạ? Họ cần, họ uống ngay được, và họ có thể giải quyết vấn đề là họ sẽ giảm đau ngay, mà không cần phải dùng đến một biện pháp trợ giúp nào khác nữa. Tuy nhiên thì mình cũng sao ạ? Mình cũng phải nói nhẹ nhàng để cho khách ạ, có sự lựa chọn. Chứ mình không nên áp đặt cái việc là họ nên dùng cái nào hay nên dùng cái nào, mà mình chỉ đưa ra là cái gì ạ? Cái ưu nhược điểm, cái nhược điểm của cái sản phẩm mà họ đang cần, và cái ưu điểm của cái sản phẩm mà mình đang có. Đấy là cái cách mà người trình dược viên phải hết sức quan tâm đến cái vấn đề đó. Và nếu như mình nêu bật được cái tác dụng cũng như là cái ưu điểm của cái sản phẩm mình đang có, thì khách hàng sẽ có một cái sự lựa chọn gì ạ? Rất là tốt cho riêng mình. Vâng, bạn Trần Nguyễn Trần Hoài Lê có gửi câu hỏi như sau: ra trường em muốn mở nhà thuốc thì em cần những kỹ năng gì ạ? Vâng ạ, nếu như tôi đã nói với các bạn là gì ạ? Khi ra trường các bạn muốn mở nhà thuốc thì kỹ năng thì nó có rất là nhiều. Tuy nhiên thì theo tôi thì các bạn có 3 cái kỹ năng mà các bạn phải rất là lưu ý, đó là gì ạ? Kỹ năng lắng nghe. Bởi vì sao? Chỉ có cái biện pháp mình chú ý lắng nghe thì mới thể hiện được sự quan tâm, thể hiện được cái sự đồng cảm đối với cái tình trạng của bệnh nhân. Cũng như là mình lắng nghe thì mình mới biết được gì ạ? Khách hàng của mình đang cần gì, đang muốn gì và đang đòi hỏi cái gì, để mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng hỏi. Tại sao tôi lại nói là có một cái kỹ năng hỏi? Bởi vì nếu như mình không biết cách hỏi bệnh thì mình không thể chuẩn đoán được họ đang bị bệnh gì, họ đang cần cái gì, và họ mình phải đưa cho họ một cái đơn thuốc, kê cho họ một cái đơn thuốc như thế nào cho nó hợp lý. Ngoài ra thì chúng ta phải có gì ạ? Kỹ năng tư vấn. Kỹ năng tư vấn đấy là cái cách hiểu biết của bạn về những cái sản phẩm mà chúng ta đưa đến cho khách hàng. Đó, tôi nghĩ là ba cái kỹ năng đó là ba cái kỹ năng rất là quan trọng cho cái việc mà các bạn muốn mở cửa hàng thuốc. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các kỹ năng mềm khác, tuy nhiên thì nó cũng phụ thuộc vào các bạn ạ. Vâng, bạn khán giả Minh Thu có gửi câu hỏi như sau: khách hàng hỏi sản phẩm đang quảng cáo rất mạnh mà nhà thuốc chưa nhập thì phải làm sao? Vâng ạ, chào bạn Minh Thu. Đây là các bạn phải biết là mỗi một ngày, mỗi một giờ, có thể là hàng ngày, hàng giờ nó cũng ra rất là nhiều các loại biệt dược khác nhau, những sản phẩm khác nhau mà tất nhiên là chúng ta không thể cập nhật được hết. Thì các bạn đầu tiên là các bạn phải khẳng định gì ạ? Sản phẩm đó, cái nhà thuốc của tôi có. Bởi vì sao ạ? Mình không thể nói một câu phũ phàng là nhà mình hiện tại là mình chưa nhập được. Bởi vì là nếu như vậy là quá nhiều thì cũng sẽ làm mất lòng tin ở khách hàng. Bởi vì sao? Người ta sẽ nghĩ là mình không cập nhật được hết thông tin mới. Đấy là cái điều đầu tiên là mình phải khẳng định là gì ạ? Sản phẩm đó có ở cửa hàng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải biết cách gì ạ? Xin lỗi khách hàng và hẹn khách hàng. Vì cái sản phẩm đó rất là đang hot trên thị trường, nên là tôi cũng đã đặt hàng rồi, nhưng mà công ty đó thì có thể là ngày mai mới có thể là vận chuyển được tới cửa hàng thuốc của mình. Nên là cũng gì ạ? Chúng ta phải biết cách gì ạ? Xin lỗi khách hàng và có thể gì ạ? Khẳng định một cái điều nữa là gì ạ? Khách hàng sẽ được dùng những sản phẩm mới nhất của công ty với những giá thành gì ạ? Tốt nhất của cái công ty đó. Có thể nói rằng là để có thể trở thành một trình dược viên cũng như là một dược sĩ tư vấn bán thuốc thì không phải là một điều dễ dàng, đúng không ạ? Phải kết hợp rất là nhiều kỹ năng bên cạnh nghề nghiệp của mình, thì còn phải kết hợp những kỹ năng có thể
giao tiếp này, rồi là có thể là kỹ năng niềm nở, rồi tất cả mọi thứ đều rất là phải chỉn chu, đúng không thượng sĩ? Vâng, và một bạn khán giả có tên là Hà Phương ạ, nhờ chuyên gia tư vấn những kiến thức nhân viên bán hàng thuốc cần trang bị là gì ạ? Vâng ạ, để mà nói là cái kiến thức mà nhân viên bán hàng thuốc cần trang bị thì nó có rất là nhiều, nhưng tôi cũng nói đầu tiên là gì ạ, cái thái độ niềm nở, ân cần, chu đáo với khách hàng, đó là một cái gì? Hình ảnh đầu tiên khi mà khách hàng nhìn thấy chúng ta. Chúng ta phải tạo một cái hình ảnh gì ạ, tốt nhất với một cái gì ạ, phong cách lịch sự, thái độ thì luôn luôn niềm nở, vui cười. Như các bạn biết là nếu như bạn gặp một cái chủ nhà, một nhân viên bán hàng thuốc mà năm thì các bạn rất là khó chịu, đúng không ạ? Nên là cái thái độ nó cũng rất là quan trọng khi với việc là gì ạ? Cần phải trang bị cho mình cái kiến thức. Quan trọng nhất là cái thái độ đầu tiên, cái sự tiếp xúc đầu tiên giữa khách hàng với cái nhân viên bán thuốc. Tiếp theo là gì ạ? Mình phải có sự hiểu biết về sản phẩm thì mình mới có thể tư vấn được. Đầu tiên là mình phải biết gì ạ? Thuốc đó chữa cái gì, người ta đang cần cái gì, cách dùng, liều dùng như thế nào, các biệt dược khác như thế nào, và cái quan trọng là gì ạ, giá cả của họ, giá cả của quầy hàng nhà mình, nhà thuốc của mình đối với các nhà thuốc khác nó có sự chênh lệch hay không. Đấy là cái thể hiện sự hiểu biết về sản phẩm. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải có cái gì ạ, ngoài hiểu biết về sản phẩm, chúng ta phải hiểu biết về khách hàng của chúng ta. Khách hàng của chúng ta thì chúng ta có thể chia làm nhiều loại, nhưng tôi có thể chia làm hai loại cụ thể, đó là gì ạ, khách hàng thân quen, có nghĩa là khách hàng dược của chúng mình thì chúng mình sẽ biết được gì ạ, à cái khách đấy có sở thích như thế nào, tính cách như thế nào, túi tiền của họ là bao nhiêu, để họ còn biết cách, để mình còn biết cách là gì ạ, tư vấn những loại thuốc phù hợp với túi tiền của họ. Và cái quan trọng là gì ạ, họ có những cái bệnh lý nào mà chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta kê đơn bán thuốc cho họ những các cái bệnh khác. Và một nhóm khách hàng thứ hai là khách hàng gì ạ, khách hàng vãng lai. Khách hàng vãng lai thì chúng ta chỉ bán theo nhu cầu mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải có sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh nữa ạ. Đối thủ cạnh tranh thì cái quan trọng là gì ạ, sản phẩm, giá cả và chính sách hậu mãi của các cái đối thủ cạnh tranh xung quanh của chúng ta là gì ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì để có thể trở thành một trình dược viên cũng như là một dược sĩ tư vấn bán thuốc thì có cần rất là nhiều yếu tố, đúng không ạ? Bên cạnh cái kiến thức về chuyên môn thì bên cạnh đó thì chúng ta cần phải có kỹ năng giao tiếp, cần phải có một cái thái độ rất là niềm nở, chu đáo và ân cần với khách hàng, đúng không ạ? Và để có thể làm trình dược viên tốt và một dược sĩ bán thuốc tốt thì chúng ta còn rất là nhiều điều để phải nói, và chính vì vậy là chúng ta sẽ có những cái chương trình tiếp theo, đúng không thưa sĩ, để chúng ta cùng tư vấn, cùng nói chuyện về cái vấn đề này. Chính vì thế là các bạn hãy cứ gửi những tất cả những câu hỏi của mình xoay quanh cái vấn đề này cho chúng tôi, thì dược sĩ Nguyễn Thị Hồng của chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp cho tất cả quý vị và các bạn trong số lần sau. Còn bây giờ thì chương trình thầy thuốc tư vấn sức khỏe số lần này thì phải dừng lại tại đây rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.